Nè, quả này nè Trang. Trái này khó hái quá Trang ơi. Rồi, dính rồi. Wow. Nè, bình bát nè, nhiều quá rồi. Mình đi về dặm đường mình ăn thôi. Chị Hương ơi, em mới hái nhiều bình bát quá nè. Hồi chị ra dặm đường cho bọn em ăn nha. Quả này dễ làm lắm nè. Tân đi lấy cho chị vài cái ly với lại là cái tô nha. Trang đi lấy đường cho Hương với lại là lấy cho Hương thêm một cái bát. Các em nhìn theo chị nè. Dạ. Chị ơi, tôi nhìn mở tay với chị ơi. Dạ, nhìn tay kia đi. Đó. Cái này ngon quá chị Hương ơi. Đợi hoài, không thấy chín. Cây cao lắm đó, lần sau mà có đi hái là lấy cây chọc thôi nha. Đừng có leo. Dạ. Leo là bị té đó. Cường ơi, có ngon không? Dạ có ạ. Vậy bữa cho làm nữa cho ăn. Dạ.